có thằng con trai cao đo đen hôi. Cao đo đen hôi. Mới đi học từ Úc về, nó chưa có người yêu. Thì con có muốn là bố mai mối cho hai đứa gặp nhau không? Ở thời điểm đó thì em có chia sẻ với anh là em đang là điều trị bệnh ung thư. Em bị ung thư tuyến giáp tầm cuối năm 2011 và đã phẫu thuật. Tuy nhiên là cái khối u của em nó quá lớn cho nên sau đó em phải điều trị yếu phóng xạ. Thì ở thời điểm em chia sẻ với ảnh là em cũng chưa biết là em có hết bệnh hay không. Cho nên em nghĩ là mình nói ra với một cái tâm thế là nếu mà họ đồng hành với mình thì tốt quá, mà nếu họ dừng lại thì mình cũng không có cái gì để trách. Của hai vợ chồng tự thiết kế nè. Chồng cũng áo màu hồng, vợ cũng áo màu hồng nè, đúng không? Cái đầm cưới này chắc cũng là cái đồ cưới hồi trước của tụi em luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đầm cưới cách đây 5 năm. Rồi bây giờ quay trở lại với chương trình thì xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Hoài Hương. Công việc của em trong suốt 12 năm qua là một người dẫn chương trình. Em công tác tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ông xã em thì trước đây là quản lý của một hệ thống trường Anh ngữ. Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì hai vợ chồng cùng mở một cái học viện đào tạo người dẫn chương trình mang tên là MC Academy. Và hiện nay hai vợ chồng làm việc chung. Em tên là Hải Nam. Năm nay là 30. Trẻ quá. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà nhất đó, gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Nhì trai hơn 1. Chúc mừng em nha. Như vậy là không biết cái cơ duyên nào mà hai em lại gặp nhau, và cái mối tình chị em nó chớm nở khi nào? Thật ra thì là mai mối, ba em là hồi xưa là làm chung với lại Hương. Sau đó thì em đi học từ Úc về. Ba em cũng có nói với em là ba làm ở trong đài, có một bé khá là xinh, thì có gì hôm nào để ba hẹn cho hai đứa gặp nhau. Và cái lần đầu tiên em gặp cô MC này thì cô ấy có khá đẹp hay không, hay là cô ấy quá đẹp, ấn tượng của em về cô ấy? Thế còn Hương thì sao? Dạ, hồi đó thì thật ra là thời điểm em khoảng tầm 2011-2012 là em bắt đầu công tác tại HTV. Nói chung là hai chú cháu hồi đó cứ kêu bố bố đấy, thì là đã làm chung với nhau ở trong đài khá là lâu. Thì tự nhiên một ngày lúc ghi hình xong đi ra thì bố mới nói chứ, bố có thằng con trai cao to đen hôi. Cao to đen hôi. Mới đi học từ Úc về, nó chưa có người yêu. Thì con có muốn là bố mai mối cho hai đứa gặp nhau không? Thì thời điểm đó là em mới vừa chia tay bạn trai cũ tầm khoảng hơn một tháng. Thì lúc đầu mình cũng không có hứng thú kết nối một cái mối quan hệ mới. Nhưng mà tại vì bố ở trong đài thì kiểu lớn tuổi mình cũng nể, cho nên mình cũng không dám từ chối. Thì cái hôm mà đi cà phê á, thì em nói là thôi bố cho con cái địa chỉ quán cà phê đi rồi con ra. Thì bố không chịu. Bố nói không, cho bố địa chỉ nhà đi rồi con trai bố qua đó. Thì tối ngày hôm đó là trên Facebook của em mới có một cái nick add friend với mình. Thì thường là em sẽ không có chấp nhận nếu mà là người lạ, nhưng mà nhìn cái avatar thì em nói ôi đúng là con bố Sơn rồi, chắc là giống quá. Dạ giống quá. Thì em mới chấp nhận kết bạn. Thì cũng vô hai bạn vậy thôi, cũng không có nói gì nhiều. Thì ngày hôm sau là ảnh qua ảnh đón em, thì ảnh đứng ở đầu hẻm nhà, thì em đi ra xong rồi ảnh mới chở em đến cái quán cà phê đó. Và đó là một cái buổi hẹn hò đầu tiên mà có cả bố và mẹ bên đó, có bốn người. Bố mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà Hương thì khi mà Hương gặp bạn thì cái ấn tượng của Hương là sao? Ấn tượng của em á là người quá là cao, tại vì đây là cái người cao nhất trong những cái người bạn trai em đã từng quen. Và tại vì những cái bạn trai trước mà em quen thì kiểu là nhìn vô nó có một cái gì đó hơi lãng mạn. Nó đúng cái style nghệ thuật của mình. Nhưng mà cái người này thì mình cảm thấy nó bị hộp, bị gỗ. Mình cảm thấy nó hơi cứng á, phải không? Bị cứng á. Thì mình cảm giác nó không phải là gu của mình. Cho nên là trong lòng em lúc đó nghĩ là một lần mà mãi mãi. Tức là mình đi cái buổi cà phê này cho nó cũng gọi là cái mối quan hệ xã giao với bố thôi, chứ chắc là mình sẽ không có tiếp tục là tìm hiểu cái bạn này. Vậy thì bây giờ cuối cùng thì làm sao mà có thể đến được với nhau? Chắc chắn có phải là em phải quyết tâm theo đuổi cô này đúng không? Dạ đúng đó. Họ quyết tâm sao nè, có gì trở ngại không nè? Trở ngại là chắc chắn là rất là nhiều rồi ạ. Tính em thì theo kiểu là một khi đã muốn cái gì rồi là mình block cái đầu của mình luôn, là phải làm cho tới, là đúng rồi, block đó. Luôn, khóa cho nên luôn là, đó cho khóa nên lại là sau này khi mà giống như hai người đi chơi đi thì ở bên kia thì cứ nói theo cái hướng là say no. Nhưng mà tất cả những cái âm thanh nó trong đầu mình là thành yes hết. Một trong những cái điểm mà em cảm thấy cái người này bắt đầu làm cho mình có dấu ấn đó là ảnh rất là giàu kiến thức. Trong những cái cuộc nói chuyện á thì mình cảm giác về sau này em cứ gọi là anh giống như là từ điển vậy đó, sao cái gì anh cũng biết hết. Thì mình cảm thấy sao mình nhỏ tuổi hơn mình 2 tuổi nhưng mà gần như là đông tay kim cổ, cái gì anh nói cũng được và anh nói cái kiến thức nó rất là hay. Thế là em bắt đầu nể, thì em lại tiếp tục có hứng thú để đi uống cà phê. Nhưng mà em phải có một cái cột mốc nào để mà em gọi là gục ngã thực sự trước tình cảm của bạn này chứ? Có, sau 6 tháng nhận lời quen nhau. Lúc đó là em tham gia cuộc thi người dẫn chương trình Án Vàng của HTV. Thì trước đó em có tâm sự với anh là mặc dù em đã làm MC cũng mấy năm nhưng mà em vẫn muốn chinh phục cái giải thưởng đó. Đó là ước mơ của tuổi trẻ của em. Thì ảnh rất là đồng cảm, và trong suốt cái cuộc thi đó ảnh là người chăm sóc em, ủng hộ em về tất cả mọi mặt luôn. Thì em cảm thấy cái người này quá là chân thành với mình. Cái thứ hai, cũng ở thời điểm đó thì em có chia sẻ với anh là em đang là điều trị bệnh ung thư.
thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm để nói ra cái điều đó với lại cái người mà họ đã quá nghiêm túc với mình. Thì em có thể chia sẻ về cái bệnh đó của em. Dạ, em bị ung thư tuyến giáp tầm cuối năm 2011 và đã phẫu thuật. Tuy nhiên là cái khối u của em nó quá lớn cho nên sau đó em phải điều trị iốt phóng xạ. Thời điểm 2014 là em cũng điều trị được gần 3 năm rồi. Thì ở thời điểm em chia sẻ với ảnh là em cũng chưa biết là em có hết bệnh hay không. Cho nên em nghĩ là mình nói ra với một cái tâm thế là nếu mà họ đồng hành với mình thì tốt quá. Mà nếu họ dừng lại thì mình cũng không có cái gì để trách. Về em thì cái cảm giác của em như thế nào? Thật ra thì cảm giác của em lần đầu tiên khi mà em nghe được những cái cụm từ như là ung thư, nó thật sự nó rất là lớn lao. Đúng vào cái thời khắc đó khi mà em nghe cái câu chuyện của Hương thì em mới thấy là trời, có nghĩa là tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ mình cảm thấy là nó thật là xui xẻo hoặc là nó tiêu cực á, thì so với cái chuyện này nó chả là cái gì. Thế là từ đó trở đi thì em cảm thấy rằng là thật ra thì mình cần phải mạnh mẽ hơn để mà mình có thể chăm sóc cho cái người con gái này. Đó là cái suy nghĩ ở thời điểm đó của em. Và em chấp nhận luôn cái căn bệnh đó cho dù có bất kỳ trường hợp nào xảy ra, đúng không? Dạ, vì đúng thường rồi. Là ung thư về tuyến giáp á, những cái gì mà về tuyến giáp á là nó ảnh hưởng đến cái sinh con nó rất là khó, đúng không? Em biết mà, đúng không? Dạ biết, bác sĩ có nói. Và lúc đó thì em có nói với ảnh về cái việc đó không? Dạ, cái việc mà tư duy của em á là thành thật. Thì cái lúc mà hai đứa ngồi kế nhau tự nhiên tay chân của em nó run hết trơn à. Em rất là run, mặc dù em nói thì rất là mạnh mẽ, em nghĩ là mình sẽ đối diện nhưng mà vẫn run. Thì khi mà em nói từng chữ ra là em đang là bệnh nhân ung thư, tức là em nói rất là chậm luôn thì mới nói ra được cái câu chuyện đó. Thì nhưng mà khi mà nói ra hết một cái tự nhiên mình thấy giống như mình trút được cái gì đó trong lòng. Rồi thì tự nhiên lúc đó ảnh không nói gì, tự nhiên cái mình nói rồi xong rồi, chắc là người ta có thể là sẽ không có đồng hành với mình rồi. Thì ảnh im lặng một chút, sau đó ảnh mới nói chứ anh nghe cái điều em đang chia sẻ tự nhiên anh thấy anh thương em hơn. Tức là anh im lặng một lúc là anh nói cái câu đó, tự nhiên cái em cảm thấy may quá. May là người ta không có từ bỏ. Sau cái cuộc nói chuyện đó thì em bước vào cái đợt điều trị. Và rất là may là đó cũng là đợt điều trị cuối cùng. Sau đó thì bác sĩ thông báo là em hoàn toàn hết bệnh. Yes. Nên là khối u nó sạch hết rồi. À. Và em cũng chính thức bước vào cái cuộc thi án vàng mà em nói. Hay quá. Rồi bây giờ em có em bé chưa? Dạ em có, em bé 4 tuổi rưỡi. Trời ơi. Thôi chúc mừng. Chắc có lẽ đó là biến cố lớn nhất trong biến đời. Biến cố duy nhất trong gia đình không? Nếu mà duy nhất thì cũng không hẳn. Còn nữa hả? Dạ, tức là khi mà quen nhau được một thời gian thì ảnh lại bị phát hiện ra là bị thoát vị đĩa đệm mà bị rất là nặng do chấn thương chơi thể thao. Bạn này bị nặng. Ủa, thoát vị đĩa đệm ghê lắm ha em. Em tới đó là nó không còn gọi là thoát vị đĩa đệm nữa rồi. Nó gọi là hẹp ống sống. Và bây giờ trong người ảnh mà bây giờ hiện tại là ốc vít không á? Dạ đúng rồi. Tại vì có một giai đoạn là có xém bị liệt cho nên phải mổ. Đó là giai đoạn đã cưới rồi. Lúc đó là em sinh con được 8 tháng. Thì là ảnh bị sụm luôn, nằm luôn, không có đi được. Thì bác sĩ mới nói bây giờ nếu không mổ là liệt. Tại vì bây giờ là không, cái lưng này là không xài được nữa rồi. Thành ra là cả gia đình nói chung là hai bên luôn đều chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Và bản thân em cũng chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa em cũng là một cái người đứng trước một cái cột mốc gì đó. Em luôn nghĩ về cái tốt, về cái tích cực chứ em là không nghĩ hướng ngược lại. Cho nên em có nói ảnh là yên tâm đi, ở Hiền gặp lành, chắc chắn ca mổ qua nó sẽ thành công. Thì em nhớ cái đêm mà mổ xong xuống á, là sáng bác sĩ mổ, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật á, lên mới đụng vô cái chân ảnh, mới hỏi có cảm giác không nam. Ảnh nói dạ có bác. Bác nói ôi vậy là không liệt rồi. Nhưng mà có nam bi quan không? Không biết làm sao, nhưng mà lúc nào trong đầu em cũng nghĩ rằng là chắc chắn là mình sẽ mổ được. Thực ra thông qua cái chuyện của hai bạn này á, mình mới rút ra một cái điều á, bệnh tật á, cái yếu tố tinh thần nó cực kỳ quan trọng luôn. Tức là ý chí của bệnh nhân á, với lại cái niềm tin hoặc là sự vui vẻ á, trong cuộc sống á, nó quyết định kinh khủng luôn. Cái đó là lạc quan. Đúng, lạc quan. Hai bạn phải chúc mừng cho nhau nha. Rồi. Chắc lấy nhau rồi hạnh phúc dữ lắm. Chắc không có chuyện không gì có xấu lòi ra đúng không? Không có. Đây là đến phần vạch mặt nha. Phần vui nhất của chương trình đó. Có thể bật mí cho chúng ta biết về những cái tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không em? Có chứ ạ. Có. Sao không có? Tật xấu là em hay gọi là tên bịp bợm. Tại vì sao? Cái lúc mà yêu á là cái người này, hồi nãy chắc giờ chị Vân với anh Thuận cũng thấy cái tính mục tiêu rất là cao, mình xác định mình muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Cũng vì thế hồi đó em tưởng anh là người lãng mạn, tại vì lúc yêu là mua hoa, rồi nói chung biết cái tính của em thích lãng mạn, làm tất cả những điều em thích, rồi set up nến rồi đủ thứ hết rồi. Như vậy là bây giờ mình thấy anh hợp quá rồi, xong về là cắt hết, không còn một cái gì lãng mạn hết trơn á. Là đến nỗi mà kiểu là em nhiều lúc bị stress luôn á, mình cảm thấy là nó bị sốc quá, tại sao bây giờ ảnh khác quá. Thì em cứ nói là anh khác quá, anh thay đổi rồi. Nhưng anh nói không, anh là như vậy. Anh không có lãng mạn, tính anh không phải người lãng mạn, không có đáp ứng được em. Cái xong cái em mới nói vậy là có nghĩa hồi đó lúc quen là anh lừa em hả? Đó là chia sẻ chiến thuật đó mà. Nãy là chiến thuật chiến lược đó. Có những cái đợt là 20 tháng 10 hay là những cái dịp gì đó là quá bận, làm ở công ty quá bận, xong rồi nhắn cho em là thích gì, em thích gì, xong rồi em chuyển khoản.
là chuyển khoản vô. Thì ví dụ lần đầu thì mình cũng thấy cũng được, cũng thông cảm được tại vì là ảnh bận. Nhưng mà sau một vài lần thì mình cảm thấy là mà tính của em thì em lại không thích như vậy. Em thích, em nhiều lúc em mới nói chứ, nhiều khi anh mua cho em mấy kẹp tóc thôi cũng được, nhưng mà là anh có thể bỏ thời gian ra anh đi mua và anh đem về anh tặng cho em, anh chọn cái kẹp thật là xấu cũng được luôn, nhưng mà anh có thể nào làm cái điều đó không, chứ anh đừng có kiểu như vậy em không thích. Không, thực ra là ở cái lứa tuổi này á là bắt buộc phải là như vậy, có nghĩa là muốn chồng tự tay mua, muốn chồng chứng tỏ cái sự quan tâm một cách cụ thể. Chứ còn ví dụ như em chuyển 20 triệu, người ta không thích bằng là em đi mua một cái giỏ 1 triệu thôi, em tặng cho bạn, ví dụ vậy. Thì nhưng mà 52 tuổi sẽ khác nha, năm chờ 52 tuổi nha. Bây giờ Hương kể tiếp tục. Nói này ra chắc ảnh không thích đâu. Cứ nhưng nói mà, đi em cũng sao. Nhưng mà thôi mình cứ thật đi. Thích chơi game. Mê game. Dạ. Rồi dạ. Mà chơi thâu đêm suốt sáng không em? Bỏ ăn bỏ uống không? Không. Tại vì công việc chính của ảnh ở công ty thì vẫn là điều hành. Cho nên được một cái thì nếu mà là công việc thì là công việc, chứ ảnh không có để bị ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà còn về nhà là cứ bấm game xong mà em nói là anh có thể nhìn mặt em được không, anh đừng có nhìn cái game nữa được không. Thì nói chung là ông xã em thì được một cái là góp ý thì cũng nghe, rồi cũng giảm. Xong rồi giảm được khoảng tuần 2 tuần, xong cái lại tái lại, xong rồi cái lại nói, lại nghe, rồi lại giảm, rồi nó cứ như vậy. Có một cái giai đoạn mà ảnh bị thay đổi hoàn toàn á, là trước đó thì ảnh rất là ok. Nhưng mà đến khi mà ảnh kiểu trẻ quá mà có những cái bước thăng tiến quá là vượt bậc ở chỗ công ty cũ á, cái tự nhiên ở công ty làm sếp xong về nhà làm sếp luôn. Là bắt đầu là có, trong giao tiếp với em là có sự thay đổi. Tức là nói là không có nghe em, mà quyết là quyết kiểu vậy. Cũng có một thời gian, nhưng mà rồi bây giờ thì hết rồi. Nói chung là thời điểm này mình ổn. Mình không có nói là gia trưởng mà bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng trong đời sống hôn nhân. Còn gì nữa không nè? Ảnh thì tính của ảnh thì không chảy chuốt, thậm chí là rất là xòe xòa. Tất cả trang phục, giày dép, tất cả mọi thứ là vợ lo chứ còn ảnh không lo. Nhưng mà có điều là hơi lười. Ví dụ như cái ống kem đánh răng ở nhà là ảnh sẽ bóp ở trên. Ảnh nặng ở trên, ảnh nặng. Tại vì ta bóp ở dưới. Đúng, ảnh nặng ở trên mà ảnh nặng. Rồi ngày nào em cũng vô em cứ nặng từ dưới dặn lên. Ngày mai em lại bóp ở trên. Dạ, ngày mai cũng y chang vậy nữa. Tất cả những bà phụ nữ đều có một cái đồng bệnh giống nhau, chị cũng y chang em thôi, nỗi khổ như nhau thôi. Đó, cho nên thôi cái đó là suy xóa là đi. Cái là mình thích làm những cái gì dễ dàng. Nghĩa là bóp cái cho nó ra liền đúng không? Là giờ tới em đó. Nếu mà nói là có một cái tật xấu á, là từ khúc mà gặp mặt cho tới bây giờ luôn á là 7 năm thì tới tối ngày hôm qua em mới nói ra. Thì em nói xong một cái là phản ứng rất là mạnh luôn. Cho nên ngày hôm nay mà bây giờ nói nữa thì thôi nói đi, cho nói. Nói đi. Đó là hơi bám. Bám em á hả? Đúng rồi. Ồ, đó là bệnh của tất cả các bà vợ mà. Bám chồng vậy luôn. Chuyện bám chồng là chuyện của tất cả các bà vợ. Bán mới mệt chứ. Bán chồng bám chồng mình mà. Như thế nào? Có một cái mức mà ví dụ như vậy nè, có nhiều khi á là đi cái việc đó và thật ra thì em hoàn toàn không có làm một cái gì. Em không hề có một cái công việc gì ở một cái sự kiện đó, nhưng mà vẫn muốn em đi theo. Nhiều khi là chờ 4-5 tiếng. Hoặc là ví dụ như là bây giờ đi làm cái tóc, giờ mình biết rằng là một khi mà phụ nữ đã nói là xíu nữa em đi làm đầu, anh đi với em nha, thì mình sẽ hỏi là em tính làm đầu trong vòng bao lâu, thì câu trả lời thường là khoảng chắc 1-2 tiếng. Nhưng mà hành tới 5-6 tiếng rồi. 7-8 tiếng. Cho nên thử gì ở cái tiệm nào mà hành em 8 tiếng dữ vậy trời. Nhưng mà tại sao em không để cô ấy ở chỗ đó làm, rồi em nói em ơi em làm đi chị nào. Xong rồi anh chạy qua anh đó. Không bao giờ có chuyện đó. Vẫn phải ngồi ở trong đó luôn. Chính xác. Chà, cái này là hơi gắt. Cái này là hơi gắt. Cái này là mình không có được rồi đó. Tôi là tôi năn nỉ vợ tôi luôn. Bạn đầu mới cưới về tôi cũng nói em ơi em cũng chạy liền đi nghe. Mà ở trong đó nó không quen. Cái chỗ làm tóc mà bây giờ mình mở đầu mình ra thì nó không có tóc nó kỳ. Cuộc sống của em là yếu. Ví dụ như người bình thường á là ngồi hồi xưa á là em cũng ráng ngồi, nhưng mà về sau này nói thiệt là với cái cuộc sống giả của em mà nói là ngồi lâu ngồi 7-8 tiếng là khủng khiếp lắm. Đuổi á. Đúng rồi, nhưng mà dân thì vẫn cứ dặn. Thật ra thì cái chỗ này không phải là thanh minh, nhưng mà cũng phải nói một chút xíu là hồi xưa em không có cái thói quen như vậy, nhưng mà từ khi quen ảnh á, ảnh tạo cho em một cái thói quen là đi đâu cũng phải đi chung, làm cái gì cũng phải làm chung. Cái lâu dần từ lúc yêu cho đến lúc cưới thì mình quen như vậy. Dạ, xong rồi bây giờ thì công việc thì hai vợ chồng cũng làm chung công ty, có nghĩa là cứ phải đi chung với cái người này mà thì mình mới cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy yên tâm ở trong lòng. Đúng rồi. Cho nên cũng có những ngày thì ảnh nói thôi ảnh đau lưng anh không đi thì em cũng chịu cho anh ở nhà em đi mình, nhưng mà kiểu giận thì vẫn cảm giác giận không ấy được thì anh giận lòng chút xíu đó. Biết lòng thiệt. Thôi bây giờ hai đứa mong muốn thay đổi điều gì? Em nếu mà nói thời điểm này á thì em chỉ mong là giảm cái thời gian chơi game lại để có thời gian thứ nhất là cho em, quan tâm đến em nhiều hơn, cái thứ hai nữa là cho con nữa. Rồi con cũng đang bắt đầu gần cái độ tuổi vào lớp 1 rồi. Thì nếu mà kêu là có một cái gì đó thay đổi thì em chỉ mong cái đó thôi. Bớt game. Bớt game thôi. Được không Nam? Được không? Dạ, gần đây là bắt đầu thấy
được chứ, phải được chứ, phải được chứ Nam. Còn Nam thì sao? Thì đó giờ em mong muốn vậy đó. Thực ra thì từ trước đến giờ lúc nào em cũng đi chung hết á. Ở một cái mức là tuyệt đối quá. Thì giờ đó đơn giản nó chỉ giảm chút xíu. Thôi, cảm ơn hai em đến đây với chương trình. Đến với chương trình vậy. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Có đúng không quý vị khán giả? Trời dạ, cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ với em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ, kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đó. Dạ. Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nó nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi, nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng, cao to, đẹp trai, chưa vợ. Nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to, đẹp trai mà. Dạ, nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Mà từ lúc lấy về em tút làm được vậy không? Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì là xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á. Ủa sao vậy Ân? Dạ khúc đó thì em nói rồi cho đoạn anh nói thất tình. Cho nên là cũng không có chăm chút gì, không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ không thèm xin số điện thoại luôn anh. Rồi anh sao? Cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt á. Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là chở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm em... túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi. Chứ ảnh ít khi nào anh đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Em làm gì ạ? 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi, hãy mở ra. Thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây, rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc là bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm gã vậy đó. Đây là bạn trai trong tuần. Không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ em ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại mà. Em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao? Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai một tuần? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện, là ảnh có hiếu, em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân không, đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông hiểu nghiêm túc chứ. Có nghĩa là nói một câu đó với em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn, cản trở? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền, thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. Tây nữa. Tây nữa. Dạ. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt, còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là anh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có 2 đứa con rồi. Có 2 cháu rồi. Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác.
ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khắc khẩu không? Dạ khắc khẩu luôn. Ảnh ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không. Đúng rồi. Dạ sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó hơi kỳ à. Anh thì mang mấy cái đầu tôi ủng hộ, dạ. Cái cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái máy lạnh không cho lắp chị, mà trời nóng rồi thì em gào quá thì lắp đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ một tháng. Em nói vậy sao một tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải một tháng. Trời ơi. Dạ. Là các em thích lắp máy lạnh. Em để một tháng mà có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Nhớ thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Té được rồi đó em. Rồi. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Anh nói còn chỗ gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thọng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, cái tùng cái mắt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ, chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Chắc bỏ có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà dạ. Bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc nha, bước 1 là sao, bước 2 là dạ dạ đúng rồi đó. Có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá. Đúng rồi, đúng này là cả bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em, đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu gì không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum, rồi chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ôi có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó. Từ nhỏ rồi đã rồi, cái đó là anh nghĩ nữa là tin người. Phương tin người lắm. Cho cũng là đức tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến tiền vô chùa rồi thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Vẫn còn. Chúc cho anh số điện thoại nha. Dạ, vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây sao em tin hả? Dạ trời ơi té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tin quá nè đúng tại, không tại vì em mới quá. Hồi đó em mới ở chùa ra em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà trèo xả em trông vô thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của em treo là treo được. Treo bé dễ dò luôn. Dạ. Rồi mới trở lại. Bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thệ lắm, cực đại luôn á. Cái bữa nào á mà bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa ăn đó có chuyện ngay. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm thầy cũng không cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Tai nạn đều đều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ em đi đâu hay là em như thế nào
cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Nó không có cảm nhận được. Chứ đừng ai trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen, à em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu, nó đâu ra đó. Dạ. Đó, chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Dạ. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà, không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng. Đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Hôm nay anh có mệt không? Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy, em thấy em sung sướng không? Đúng không? Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Có mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh, nhớ trực lại. Anh đang làm việc. Không có gọi. Rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy, hoặc gì cháy nhà với lại cấp cứu cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt, cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Đó, thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn. Đó là đi. Đúng. Đó thì chị không nghĩ rằng á là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi, tại vì nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về gì? Mỹ phẩm hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm đúng không? Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp. Chị làm như là bây giờ đó là bán nó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng... Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó em. Bởi vì hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Công việc em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Em làm ở trên TikTok, rồi ở trên Facebook. Trên Facebook và trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo thun á. Là áo thun. Áo thun. Thì em thấy tướng mập mập mạp. Là tròn trịa với đi cái đôi giày đốc đốc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa nay có ai xinh gái thế. Mập mập quá. Mập mập xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á? Là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắc à. Nhóm nhắc thôi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh đúng kia rồi. Đúng rồi.
cái mắt mới vậy, mặt sọt làm chi làm cho thấy chứ. À. Tao không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. À. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường. À. Đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Không, bữa rồi. Không. Đi. Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng búp. Dạ. Là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi chơi. Đi chơi hát karaoke, bữa đó hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không? Có ăn gì không để anh mua tới. Thì à. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa. Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. À, nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ. Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi. Chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh ấy chạy xuống quận 9. Tức là em ở dưới em, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra, ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống làm sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Rồi, mà lúc đó nha, máu đi xong. Không, đúng không? Dạ, máu mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Tại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con xăm nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình con nhện? Hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc khi phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Dạ, đài đẹp trên hàng rào có con nhện. Cái sức mạnh của ghê, cái sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Ê, chị, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe. Chắc té dạ xỉu khô luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa dạ đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Thấy máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đang phát hiện. Nhưng mà không có phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại, chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện thì không đi. Nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái hẹo dài cỡ này. Thấy nhộn nhạt mà thấy cái gân ổng ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Trời lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái măng tái mét luôn. Đúng rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ổng nhông ổng nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu á. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu đúng rồi, đúng là sau lúc đó là mới nhận làm người yêu.
thương. Dạ. Lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá, xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè. Đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Về lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, đây em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái đó mình cũng bất ngờ. Hôn lén. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Dũng? Thì lúc đó cho Hải được ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng. Hai người nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết. Nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho cái lộ bị lộ biết hết rồi. Dạ. Thì em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngay được đúng không? Không ngủ. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau rồi này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường nhìn nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Chồng em cô ấy chủ động. Bữa này sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi nhưng mà tại thấy em nằm im. Còn bình thường đòi là em nấu cho em hết ra liền. Bị hết liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm cũng tái ma tái máy gì dạ. Đó mà thấy im ru im ru luôn là sao người. Sao cái bữa sao cái buổi mà suýt đánh nhau với dạ, bạn đúng không sau bữa đó vô thấy mà làm im re liền đó là dính luôn chưa sao giờ dạ dạ sao đó bao lâu mới cưới bữa xong rồi có sự cố xảy ra không
khi gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Có bầu. Đêm nào cũng là cây thành trái chạm đúng không? Ờ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em cứ tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Nhiều. Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Không như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cây, đêm cây liên tục. Trời như vậy là chắc chắn là phải đơm qua kết trái lạ luôn. Dạ, dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Ừ. Em bên đạo mà chồng em là bên lương xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Ừ. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Ừ. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Ừ. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này, thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Tụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Ừ. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác không rồi ba mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép bên cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa. Ừ. Là không được đi, đi là sẽ có tội. Ừ. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau, xác định rồi nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa, ba đứa rồi. Yeah. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai, con trai thứ hai con trai luôn nè, thứ ba là con gái. Dạ. Dạ. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em nhưng thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An Nhiên đó, là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay em đang có dẫn bạn theo. Dạ không. Phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cần quá. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu yeah. nhau và cưới nhau. Dạ. Yeah. Thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Không hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn kem đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái trên điện tử mà có nhỏ ngồi đang đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em
mướn nhà cái bên để chuẩn bị đặt tiền hứng đó qua cảng đó cho chị là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn đó. Chứ không có quát, không có không không chạy không quát rồi chắc lúc cũng biết sai tại trời quá rồi mà ghiền lắm ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi này, bỏ bây giờ bỏ rồi sau luôn. Sau lúc đó tại luôn nhưng mà chơi là mất điện thoại chắc là cũng tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Đúng rồi em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh, ví dụ như cái việc này nè em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha đang cần gấp nha là để đó anh làm cho xong em vô là im luôn không có làm không có làm luôn. Với lại em á dạ hứa nhưng mà không có làm, không phải là không làm nhưng mà để chậm, cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm nhưng xong rồi cứ quên luôn đó. Với lại em á là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền, ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia nọ là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, cái thành thói quen luôn rồi thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ. Mà lãng xẹt thì nhiều. Là mình. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản nữa, em nói đi. Để mình đoán nghe chứ, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn á. Sao nè? Rất là nóng tính. Thích rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nó lại lâu không á? 2 ngày. 2 ngày. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Mà dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì em chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng dạ, không? Dạ. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo. Ăn hiếp mà. Sợ vợ. Nhưng không. Mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Cái đó thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi mình tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la? Hay la chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối bối không? Có. Có.
Có, bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em hạt đó. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bà bố của ba mà. Của ba, bà bố mà. Rồi sao nữa? Thì hay giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo ăn đi không nó nguội á, ăn đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn sao, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Yeah. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này rất là hay hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em là không muốn phải giúp bà hộ. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mặt hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh, nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi, mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái bụng hả, đi ăn buổi tối cái đi ăn nhiều không? Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng ta cũng nghỉ giờ đó thôi, mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được, em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt, nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em bị giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là đó, cái máy giặt hư. Dạ, giặt tự nhiên hư, vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn, đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà đóng băng hết, không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn, em giặt một thâu bị ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không, không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận biểu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng rồi hả, thể dục tập thể dục đúng rồi, cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Thôi là em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất, hư cái bàn tay. Mà ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui đúng lắm, em làm mà thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được, mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, nhưng mà thấy nó dễ thương, những tật xấu rất là đáng yêu, quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi, rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng, đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em đang nói không dừng được. Đúng không vậy? Đúng không? Em phải nói. Đó, chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ, hạnh phúc là lựa chọn. Đó, xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Dạ, cảm ơn.